Xác định việc giáo dục trẻ hiểu biết về môi trường trong trường mầm non có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của trẻ. Thời gian qua, các trường mầm non mẫu giáo trên địa bàn tỉnh đã sáng tạo nhiều đồ dùng, đồ chơi từ rác thải tái chế nhằm giáo dục trẻ em tham gia bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi. Ghi nhận tại trường mầm non Sen Hồng, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, thời gian qua, công tác giáo dục trẻ bảo vệ môi trường bằng việc sáng tạo làm đồ dùng dạy học, đồ chơi từ nguyên vật liệu rác thải tái chế luôn được nhà trường quan tâm đặt lên hàng đầu bằng những việc làm thiết thực mang lại hiệu quả. Ngay những ngày đầu năm học, nhà trường đã quan tâm chỉ đạo giáo viên tăng cường cho trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế, sử dụng rác thải tái chế để sáng tạo thành nhiều đồ chơi có màu sắc, hình dáng hấp dẫn, phục vụ cho các hoạt động giáo dục trong nhà trường thông qua một số hoạt động học trong ngày của từng khối lớp. Tạo ra những cái đồ dùng đồ chơi bằng nguyên vật liệu phế thải để cho trẻ nó chơi, đồng thời là giảm một phần kinh phí mua đồ dùng đồ chơi của nhà trường, rồi giúp trẻ là bảo vệ môi trường, đồng thời là giúp cho trẻ là có cái thói quen giữ gìn đồ dùng đồ chơi, giữ gìn những cái sản phẩm mà trẻ tự tay mình tạo ra. Với những món đồ dùng đồ chơi được sáng tạo từ rác thải tái chế như gạch sinh thái được làm từ chai nhựa, công trình cột mốc đảo Trường Sa từ những hộp sữa học đường hay những vật dụng sinh hoạt được làm từ chai nắp lọ nhựa. Đặc biệt, các sản phẩm tái hiện lại những trò chơi bằng những loại rác thải khác thu hút sự hào hứng tìm hiểu của trẻ, giúp trẻ gần gũi hòa nhập với thiên nhiên, cảnh quan môi trường xung quanh. Dạ thưa cô, con rất là vui. Tại vì con cùng các cô làm đồ dùng tái chế và bảo vệ ngôi trường. Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường giúp các bé dễ dàng hình thành nề nếp, thói quen, có nhận thức bảo vệ môi trường sống và hình thành nhân cách con người. Đồng thời, đồ dùng đồ chơi do cô và trẻ phối hợp, tìm ý tưởng, tự suy nghĩ và làm ra để tiết giảm chi phí mua sắm trang thiết bị dạy học cho nhà trường, giúp trẻ có ý thức hơn trong việc tái chế rác thải còn sử dụng được và hiểu được lợi ích của việc bảo vệ môi trường.